Trong các sao thì người ta sợ nhất là sao La Hầu. Thường thường thì người ta sợ nhất là La Hầu với Thái Bạch. Người ta nói là nam La Hầu, nữ Kế Đô. Thì họ lấy cái sao La Hầu đó là cái ngày đó là ngày, hình như là cái ngày đó là ngày của sao La Hầu. Thành thử là họ lấy cái ngày nặng nhất để cúng chung. Đây là mình nói theo dân gian thôi. Thì Phật giáo mình á, thì có một cái hay á, là mình khi mình đến đâu thì mình cũng hội nhập những cái văn hóa của mỗi cái quốc gia đó. Rồi nhưng mà tùy theo cái sự chánh niệm của chúng ta ứng dụng, mà chúng ta làm sao để đưa cái văn hóa đó nó đi vào cái chánh tín, mà nó không có người ta mang nhiều cái màu sắc mê tín. Phật giáo không đẩy cái đó ra mà biết làm cho cái đó hay hơn. Ví dụ như bây giờ mình nói là tôi là người Việt Nam, tôi không ăn spaghetti. Nhưng mà nếu mà mình biết nấu spaghetti mà mình thêm thắt của mình vô thì cái nồi spaghetti bảo đảm sẽ ngon hơn. Ví dụ mình nấu spaghetti chay đi, hay là mặn cũng vậy. Mình nấu theo kiểu Mỹ á, thì nó không bao giờ ngon bằng cái kiểu của mình, là tại vì mình rất là đa dạng. Nhưng mà cuối cùng rồi cái nồi spaghetti của mình cho chừng 2 muỗng nước mắm vô á, thì cái spaghetti nó sẽ ngon cực kỳ. Không phải ví dụ vậy đó. Thì khi mình tiếp nhận những cái văn hóa thì mình làm cho cái đó đẹp hơn. Chẳng hạn như Tết nhất, đó là truyền thống của một quốc gia, đó là một đất nước Việt Nam. Nhưng bây giờ quý vị thấy là muốn có không khí Tết ở đâu mới có? Chùa. Cái ngày Tết là trong chùa là nó rất là đầy đủ những hương vị của dân tộc, từ trên bàn thờ xuống cho đến những món ăn, bánh tét, dưa món, bánh chưng, bánh ít, tất cả mai, cúc, vân vân. Và trong cái bao lì xì, Pháp Hòa đã giảng cái lần đó ở đây đó, và ý nghĩa bao lì xì, thì thay vì mình để một cái lá sâm, rồi lỡ mình ta gặp xui, ta bắt nhầm cái lá sâm hạ, ta buồn nguyên năm sao? Đừng để lá sâm đó vô nữa. Đem những cái câu nhắc nhở ta tu hành. Có nhiều chỗ ta in kinh Pháp Cú, 420 mấy câu kinh Pháp Cú ta bỏ vô, cũng không nên. Nếu mà có là phải chọn lọc, chọn những cái câu nào cho hay, nó có tính cách tích cực. Chứ đừng, tại vì trong kinh Pháp Cú nó có phẩm địa ngục nè, nó phẩm ác nè, không lẽ đi in mấy câu đó vô. Thí dụ như là người nào sống với xấu ác giới sẽ theo mình gì? Trời ơi, mới Tết đầu năm nhận quay bộ, tôi không biết pháp cứu gì mà tôi thấy trước mắt là tôi pháp xui rồi đó. Là mình phải biết, mình phải biết dù là một cái bài kinh nhưng ở trường hợp nào mình sẽ sử dụng. Vì theo cái phong tục của người Á Đông là ngày Tết là người ta kiêng cử rất là nhiều thứ, thậm chí mỗi lời nói của người ta cử nữa. Thì mình phải chọn những cái gì mà nó phù hợp. Thật ra mình chọn một bài kinh là đúng, nhưng mà câu kinh đó phải có tính cách gì cho người ta vui. Mà thường thường ở đời mà vui thì người ta dễ tiếp nhận, cái gì buồn là khó tiếp nhận lắm. Thật ra mình phải biết. Như hôm rồi bữa đó Pháp Hòa đi dọn dẹp. Thì đi dọn dẹp cái có cái kẹp mà đen đen, quý vị biết không, cái paper clip màu đen đen quý thầy hay kẹp y, nó rớt đất rồi. Thì Pháp Hòa mới lượm cái đó, Pháp Hòa mới kẹp bên hông cái áo vậy nè, thì màu đen đen á mà. Có một vị đi ngang nói, thầy đây thầy để tan ai vậy? Mà mới mùng 3 Tết à. Thầy, quý vị thấy á, cũng cùng là một câu hỏi thiện chí đó, nhưng mà không hỏi không đúng ngày, hỏi không đúng ngày. Mà cho dù nó là ngày thường thì câu hỏi nó phải khác đi. Thầy thì cái đó là cái gì vậy thầy? Nó đỡ hơn, nó tự nhiên sớm ở đâu rồi thầy để tan ai vậy? Mà nếu mà cái người mà ta tin dị đoan là ta quở cái cô đó dữ lắm. Nhưng mà mình thì không có cái chuyện đó. Mỗi người mình có cái phước duyên khác. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói một câu ví dụ, thế như trường hợp của mình học học Phật rồi, mình hiểu rồi,
mỗi người duyên phước nghiệp lực nó khác nhau, không phải có lời nói người đó mà mình xui. Nhưng ở trong cuộc sống của chúng ta nó có cái thù tạc vãng lai, có những cái kiên cử của nhân gian người ta tin. Có cái em nó mới vừa đón giao thừa xong thôi, nó xuống nó đứng chúc chung vậy nè: thôi năm mới chúc bà con không được may mắn nghe. Trời ơi, mấy vị mà người ta tin cái đó là người ta ghét ơi là ghét. Mà thời mai cái xui cái cô đó, năm đó nguyên gia đình của thất nghiệp hết. Cô nhẹ thằng đó cũng chửi suốt quanh năm. Quý vị thấy không? Mình gọi là mình là học Phật, sắc sắc không không, không xui không hên. Mỗi người hiểu điều đó, nhưng ở trường hợp nào mình sử dụng. Cho nên mình học Phật á, mà không khéo đó, trong kinh nói á, là giống như mình bắt con rắn mà không khéo là con rắn nó quay là nó cắn mình. Trong cái bài kinh người bắt rắn đó, nếu mình muốn bắt con rắn đó là mình phải chặn ngay cái đầu nó để nó không có quay lại. Còn ngựa biết nắm ngay cái đuôi rắn thì nó sẽ quật lại nó cắn mình. Thì cái Phật Pháp cũng vậy. Nếu chúng ta hiểu Phật Pháp mà chúng ta không biết được cái sự ứng dụng của nó. Cho nên Pháp Hòa là không có để những cái quẻ xăm trong đó, dù là 100 quẻ hay 32 quẻ của Quan Âm. Mà thực tế là Quan Âm không có quẻ nào hết đó. Không, nhưng mà người sao người ta, vì người ta tùy thuận theo cái tín ngưỡng của mình. Nhưng mà con người là người ta không đủ tự chủ, người ta muốn gửi gắm, người ta muốn gửi gắm cái điều đó, cái tâm lý mà. Thì mình cũng tâm lý điều đó. Cho nên thay vì mình để vô trong đó những cái câu hạ hạ, nếu mà để quẻ xăm á, chọn quẻ thượng thượng, quẻ trung thượng gì để vô. Còn mấy cái quẻ hạ, quẻ xấu đừng để. Để người ta có cái niềm vui. Tại vì ai người ta cũng phấn khởi khi người ta nhận một cái lộc hết á. Tự nhiên mở ra gặp một câu này cái tâm muốn trả lời. Thì đó là một cái tâm lý. Và quý vị thấy là trong cái sinh hoạt nhà chùa đó, một phần chúng ta làm là vì tín ngưỡng nhân gian của người Việt Nam, của người Á Đông nói chung. Nhưng các bậc tôn đức nếu mà có cái chánh niệm, có tuệ giác, quý ngài thổi vào trong đó những cái đạo lý. Bây giờ người ta cúng sao phải không? Mình vẫn cúng cho người ta, nhưng mà thay vì mình gọi cúng sao không, cúng đèn, thắp đèn, dược sư, cúng Phật, tụng kinh. Mình bác cũng không được. Mình bác thì không có cơ hội người ta tới. Nhưng mà nếu mình giữ, mà mình giữ không có tề, không có chỉnh, không có cắt, không có thêm, thì người ta cứ mãi đi như thế mà người ta không biết người ta làm gì, uổng đi. Cho nên ở trong chùa, chúng ta trong Phật giáo mình làm tất cả những cái lễ nghi để đáp ứng những cái chuyện của thế gian. Nhưng chúng ta thổi vào trong đó cái tuệ giác của người tu. Tự nhiên mình làm cho người đó tỉnh ngộ ra. Làm cho người đó tỉnh ngộ ra và làm cho người ta hiểu biết được. Và người ta thấy rằng đạo Phật là gì? Là một phương thuốc. Nhưng mà ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa đưa cho quý chú quý cô một viên thuốc này nè, uống đi. Nhưng mà khi mình đưa qua một cái đứa nhỏ, nó đâu có nuốt nổi một viên thuốc này, thì mình lập tức cán nghiền cái viên thuốc đó thành bột, quậy vô trong nước, nó cũng uống. Nhưng mà một viên thuốc đó được tán thành bột. Thưa quý vị thấy không? Cao đơn hoàn tán. Cao đơn hoàn tán. Cao là thuốc gián á, hoàn là thuốc viên, đơn là thuốc sắc, tán là thuốc bột. Cũng thứ thuốc đó thôi, nhưng mà làm ra thành thuốc bột nè, thuốc viên nè, thuốc sắc nè, và thuốc gián. Thật ra cũng là thuốc thôi, nhưng mà nếu mình biết là mình sẽ biến thể nó ra thành cao đơn hoàn tán. Thì trong Phật Pháp cũng vậy. Thì hôm nay trong Phật, trong chùa, một số chùa làm, mà nhất là ở Việt Nam ngày này là vui lắm á. Người ta đi cúng sao hội, ai có sao gì ta ghi vô. Thậm chí nhiều chùa còn tùy thuận viết cái bản thiệt lớn treo trước của chùa, sanh năm nào, năm nay sao gì, hạn gì, để ta ghi chép vô đó cho rõ. Đó là tất cả đều tùy thuận. Và cho dù mình có gửi tên lên mình cúng sao đi nữa, mà năm đó mình sống không lành, không thiện, thì nghiệp quả nó vẫn vậy thôi. Cho nên không phải mình cúng là hết.
Nhưng mình cúng là gì? Tức là mình muốn mang tới, mình gửi gắm, và đồng thời mình phải có mặt để mình đọc những cái lời nhắc nhở, để nhắc nhở, để cho mình thức tỉnh, mình tu tập, mình chuyển hóa. Tất cả những cái xui rủi của mình là do cái gì? Do nghiệp. Mà nghiệp này nghiệp xấu. Và tất cả những cái may mắn, hạnh phúc của mình là do gì? Cũng do nghiệp. Nhưng mà nghiệp lành. Vậy thì tất cả đều là tùy thuận vào cái nghiệp hết. Pháp Hòa ví dụ nè. Một người á, sống à, có tiền của sung túc cũng do đi làm. Anh kia cũng tiền của sung túc cũng đi làm. Nhưng mà người làm việc thiện, làm nghiệp rồi có là cái việc đó chính đáng. Còn người kia kiếm tiền mà kiếm tiền không chính đáng. Kiếm tiền trên xương máu của người khác, trên khổ đau của người khác. Mình nhìn theo cái tổng thể thì mình thấy hai người giàu giống nhau. Nhưng mà ở tận bên trong thì cái giàu của hai bên nó khác. Một bên thì làm giàu lương thiện, làm ăn chân chánh. Một bên làm giàu không chân chánh. Thế cũng như vậy thôi. Cũng thế, chúng ta cũng vậy thôi. Nếu mà chúng ta đem cái nghiệp của chúng ta, tùy theo cái việc làm của chúng ta, ai cũng sống bằng cái nghiệp thôi. Nhưng mà hãy mình tạo, thường ngày mình tạo nghiệp lành thì mình hưởng cái nghiệp đó, phước đó. Tạo nghiệp xấu thì mình hưởng cái quả đó. À, năm nay trong cái mùa Tết này thì chúng ta người Việt nói chung là ở các nơi ăn Tết vui. Rồi nhưng mà bù lại thì mình đang cả thế giới chấn động hoảng sợ bởi một con vi trùng từ Vũ Hán. Mà vi trùng này gọi là gì? Virus Corona, phải không? Quý vị thấy là Pháp Hòa mới nói á, bây giờ không cần anh nào anh mạnh khỏe cỡ nào, anh quyền lực cỡ nào mà anh cũng sợ con vi trùng thật là nhỏ. Phải không? Thế con người của mình cũng vậy. Không cần biết anh quyền lực cỡ nào, ai cũng phải chịu phép trước cái vô thường biến đổi của sanh già bệnh chết. Không cần biết anh quyền lực giàu có, khỏe mạnh cỡ nào, đẹp như thế nào, không cần biết. Nhưng đều phải khoanh tay trước những cơn vô thường, hay là những cơn thiên nhiên, thời gọi là gì? Thiên tai địa. Và trong mỗi người chúng ta, ai cũng có một con virus. Con virus đó là tham sân si. Nó cũng đang hoành hành dữ lắm, chứ không phải là bình thường đâu. Mà nếu mà mình biết uống thuốc điều phục thì coi như mình ngăn chặn được nó. Còn không thì nó cũng làm khổ mình suốt năm tháng này qua năm tháng khác. Chẳng những vậy mà còn làm khổ cả nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Ở đây mình nói mấy đứa nhỏ nó chọc Pháp Hòa, nó mới nói thầy ơi thầy đừng có lo, virus này made in China. Tại thường thường mình nghe gì made in China là mình hay thường chê, đúng không? Nói cái này là đồ giỡn, không? Mấy đứa nó không sao đâu, virus này made in China. Thưa đại chúng, mà nói tới thành phố Vũ Hán á, thì thành phố này là một thành phố xưa. Thành phố này nó kết hợp giữa ba nơi để đặt cho nó cái tên. Trong đó có Vũ Xương, Hán Khẩu, Hán Dương. Một chữ Vũ và hai chữ Hán. Hán Khẩu, Hán Xưa, Dương là hai cái địa danh. Và một cái gọi là Vũ Xương cho mới ráp lại Vũ Hán, là ba cái nơi này ráp lại thành một thành phố Vũ Hán. Thì cái thành phố Vũ Hán này á, có nhiều cái nó là một trong những thành phố lớn của miền Trung Trung Quốc. Và rất là dân rất là đông và cảnh rất là đẹp. Thì trong đó có những ngôi chùa rất là nổi tiếng. Trong đó có chùa Quy Nguyên. Và những vị nào mà thích thơ Trung Quốc, thơ cổ đó, thì ai cũng phải biết đến một cái nơi rất là nổi tiếng, đó là Hoàng Hạc Lầu. Ta đọc là Hoàng Hạc Lâu. Thì cái nơi đó, đó được xây vào năm 223 do vua Tôn Quyền xây vào thời Tam Quốc. Và xây cái đó lên để mà làm cái đài quan sát. Xây từ thời Tam Quốc 223. Thì đến thời nhà Đường á, tương truyền rằng có một vị tiên
Ông tiên này tên là Phí Vân Vi. Ông đã cởi một con hạc màu vàng đến đậu ở cái nơi lầu đó, và sau đó cởi hạc bay đi. Và từ đó ở nơi đó được mệnh danh là Hoàng Hạc Lâu, tức là con hạc màu vàng. Cái lầu là cái gác vậy đó. Và sau này cái chỗ đó trở thành một cái nơi mà các vị thi nhân, người ta đến người ta ngâm thơ, người ta làm thơ, ta đối thơ rồi vân vân. Nói chung là uống trà, ngâm thơ, nói chuyện thơ văn rồi ở trên cái lầu đó. Mà cái lầu đó đó nó được xây dựng rồi bị hủy, rồi xây dựng nhiều lần. Và hiện nay á, cái mà hiện nay bây giờ đang xây, đang còn ở bển á, là được tái phục trở lại vào năm 1981. Và cái lần xây dựng lại lần này á, tổng cộng là cao 5 tầng. 5 tầng lầu với cái chiều cao là 51 mét. Pháp Hòa có tới rồi. Đẹp lắm. Và hiện nay cái chỗ đó xây á, nó cách cái chỗ cũ ngày xưa khoảng 1 km. Thì vào thời nhà Đường á, có một nhà thơ rất nổi tiếng, đó là ông Thôi Hiệu. Quý vị nào mà đọc thơ cổ nhà Đường là, hoặc là có đi học ở Việt Nam mà là sẽ biết nhà thơ Thôi Hiệu. Thì ông Thôi Hiệu ông làm thơ không nhiều, nhưng mà ông có một bài thơ rất là nổi tiếng, nói về cái lầu Hoàng Hạc này. Và cái bài thơ đó như thế này: Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ, thử địa không dư Hoàng Hạc lâu. Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tải không du du. Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ, phương thảo thê thê Anh Vũ Châu. Nhật mộ hương quang Hà Sứ thị, yên ba giang thượng sử nhân sầu. Bài thơ rất là hay và rất là nổi tiếng. Và những người nào ta hiểu chữ Hán là người ta thấy cái tính cách âm nhạc ở trong cái bài thơ đó. Thì đại ý cái bài thơ là như thế này: Tích nhân dĩ thừa hoặc hạc khứ là người xưa đã cởi hạc vàng bay đi đâu rồi. Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, người xưa đã cởi con hạc vàng đi đâu rồi. Thử địa không dư hoàng hạc lâu là hạc vàng bay đi rồi, không trở lại nữa, chỉ còn để lại nơi này một lầu hoàng hạc. Thử địa không dư hoàng hạc lâu, hoàng hạc bất khứ nhất phục phản, hạc vàng một lần bay đi thì không bao giờ trở lại. Nghe câu này là mình thấy cả một sự nuối tiếc. Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tải không du du, chỉ để lại ngàn năm mây trắng bay lang thang trên bầu trời. Bây giờ cái bầu mây, cái đám mây mình thấy đó cũng đâu chắc là đám mây của ngày trước. Nhưng mà có điều là sao? Hạt vàng thì không thấy, nhưng mà mây trắng vẫn còn đây. Nhưng mà mây trắng này cũng không phải là mây trắng của ngày xưa nữa. Nhưng nó cũng còn an ủi chút là cũng còn thấy được mây bay, nhưng mà hoàng hạt không còn. Tình xuyên lịch lịch tháng dương thụ, mặt sông lúc trời quang đãng, phản chiếu những cái cây Hán Dương. Ở chỗ đó bây giờ thì nó thành thị rồi, chứ mà ngày xưa nó là một cái nơi rất là đẹp. Phương thảo thê thê Anh Vũ Châu là cỏ cây xanh tươi ở bãi Anh Vũ. Nhật mộ hương quang Hà Sứ thị. Nhật mộ tức là chiều tối rồi. Hương quang Hà Sứ thị, chiều tối tôi không biết là quê hương tôi ở đâu. Bây giờ nhìn xuống sông thì thấy khói nó nằm, nó bay lãng đãng trên mặt cái bờ sông. Yên ba giang thượng sử nhân sầu. Yên là khói. Khói mà nó bay lởn vởn ở trên cái mặt của mặt hồ nước vậy, làm cho lòng người thấy buồn bã.
Nói chung là cái ý của bài thơ là tả cái cảnh đẹp và nuối tiếc những cái quá khứ, và chỉ tả lại những cái cảnh. Cho nên bài thơ này á, viết hay như vậy rồi thì ông Lý Bạch á, ông đi tới đó, ông cũng định làm một bài thơ. Ông nhìn cảnh đẹp, ông là định làm bài thơ, nhưng mà khi ông nhìn lên vách, ông thấy bài thơ của ông Thôi Hiệu rồi thì thôi, ông buông bút, ông không viết nữa. Tại vì sao? Thơ của Thôi Hiệu đủ hay rồi. Bây giờ mình viết cách nào cũng hay bằng ông Thôi Hiệu viết hết. Chờ mới nói nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc, Thôi Hiệu đề thi tại thượng lầu. Nhãn tiền là trước mắt, nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc. Tôi thấy cảnh ở trước mắt đây, tôi định thấy cảnh đẹp trước mắt, chưa tìm ra được lời, chưa tìm ra đạo bất đắc, thì nhìn lên trên kia thì thấy bài thơ, đã thấy bài thơ của Thôi Hiệu viết trên cái lầu này rồi, thôi khỏi viết nữa. Thì cũng như vậy, những người mà người ta yêu thơ cổ á, người ta dịch cái bài thơ này ra nhiều lắm. Ở trong văn học Việt Nam mình á, những vị yêu thơ cổ có dịch ra tiếng Việt. Trong đó đó, Pháp Hòa được đọc một bài bản của cụ Tản Đà nè, cụ Ngô Tất Tố nè, cụ Trần Trọng Sang nè, cụ Trần Trọng Kim nè, rồi cụ Vũ Hoàng Chương nè, nhiều lắm, còn nhiều nữa. Nhưng mà cuối cùng á, người ta vẫn chọn bản của cụ Tản Đà dịch. Và thậm chí những người yêu thơ cổ đọc bài Hoàng Hạc Lâu này, người ta vẫn thích bản dịch của cụ Tản Đà. Và chính nhà thơ Xuân Diệu cũng chấm cái bài thơ của cụ Tản Đà, và ông nói rằng trong các bản dịch thì bản dịch của Tản Đà hay nhất. Và có thể nói phần lớn người ta thích cái bản dịch của cụ Tản Đà. Cụ Vũ Hoàng Chương dịch cũng hay lắm, Pháp Hòa cũng đọc được một vài lần. Thì đây thì Pháp Hòa chỉ ghi lại cái bài cụ Tản Đà đọc cho đại chúng nghe, bài dịch của cụ. Cụ dịch như thế này: Hạt vàng ai cởi đi đâu, mà đây hoàng hạt riêng lầu còn trơ. Cụ dịch sát ý, không có bị gượng ép trong chữ nghĩa mà toát lên được cái ý tứ của cái câu chữ Hán: tích nhân dĩ thừa hoàng hạt khứ, thử địa không dư hoàng hạt lâu. Cụ dịch là hạt vàng ai cởi từ lâu, hạt vàng ai cởi đi đâu, mà đây hoàng hạt riêng lầu còn trơ. Thơ chữ Hán là thơ Thất Ngôn Bát Cú, cụ đã dịch lại bằng thơ của người Việt Nam là thơ Lục Bát. Hạt vàng ai cởi đi đâu, mà đây hoàng hạt riêng lầu còn trơ. Hoàng hạt nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tải không du du. Cụ dịch là hạt vàng đi mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Hạt vàng bay rồi không thấy lại lại, nhưng mà ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay. Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ, phương thảo thê thê anh Vũ Châu. Hán Dương sông tận cây bày, bãi xa anh Vũ xanh dày cỏ non. Pháp Hòa nhớ cụ Vũ Hoàng Chương, cụ dịch là cái bãi cỏ anh Vũ đó bây giờ không ai tới chơi nữa. Thì khi mà người ta định, người ta phân tích cái bài chỗ đó, cái người ta mới nói nghe cái bản dịch của cụ Vũ Hoàng Chương thì thấy cả một cái cảnh buồn, không ai chơi, cái kiểu cô đơn á. Bãi xa anh Vũ xanh dày cỏ non, nhật mộ hương quang hà xứ thị, yên ba giang thượng sử nhân sầu. Cụ Tản Đà dịch: quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói nước cho buồn lòng ai. Đọc lại nguyên bài ha: hạt vàng ai cởi đi đâu, mà đây hoàng hạt riêng lầu còn trơ. Hạt vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.
Hán Dương sông tạnh cây bày, bãi xa anh vũ xanh dày cỏ non, quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Đó là bản dịch của cụ Tản Đà, và một trong những bài dịch mà người ta rất là thích, ai cũng còn mình thuộc mà ít có đọc á, lâu lâu đọc lại sợ nó quên, cho nên phải ghi lại đọc cho nó đúng. Chứ bài này là ai cũng biết hết á, người nào mà thích thơ văn thì sẽ thuộc lõm bõm, dù không chọn bài thế nào cũng thuộc một hai câu trong đó. Đó là mình nói tại vì nhân cái dịp nói tới chuyện virus Vũ Hán thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe thêm một cái địa danh, và đồng thời ở nơi này nó có những cái di tích và những cái điển tích lịch sử mình hiểu cũng vui. Ở đó có chùa Quy Nguyên cũng đẹp lắm, xây từ thời nhà Thanh. Ở tại thành phố Vũ Hán này nó có 4 ngôi chùa nổi tiếng, thì trong đó là một cái ngôi chùa tên là chùa Quy Nguyên. Ở phía sau chùa có một cái tượng đồng Đức Quan Âm hai mặt cũng đẹp lắm, nhà chùa lớn. Bây giờ mình nói xong chuyện Vũ Hán rồi bây giờ mình nói tới con chuột. Rồi chúng năm nay là năm con chuột, tức là giáp một vòng ha, 12 con giáp rồi. Bây giờ mình bắt trở ngược lại con chuột. Thì 12 con giáp trong 12 năm, mỗi năm thì Pháp Hòa cũng trích một vài bài kinh sử có nhắc tới 12 con giáp. Đức Phật có cái hay là Ngài đem những con vật mà nó gần gũi trong nhân gian để đem ra những ví dụ cho những cái cuộc sống của chúng ta, nó liên hệ tới đời sống của chúng ta. Thí dụ như nói về con heo, thì trong kinh văn hay là những cái tài liệu Phật giáo cũng có nói đến con heo. Và trong nhân gian thì con heo là biểu tượng cho ham ăn, ham ngủ, phải không? Hưởng thụ. Thì người ta hay nói con heo là bản chất của tham. Cho nên là các vị hay, nếu mà nói tới cái tham thì người ta đem hình ảnh con heo ra để ví dụ. Khi mà nói đến con khỉ, con chó, nói chung là tất cả những con vật, và ngoài ra còn những con khác nữa mà được Đức Phật cũng nhắc nhở trong kinh. Thì hôm nay mình tiếp tục. Khi sưu tầm thì có khi mình nhắc lại, và có khi cũng là những bài kinh mới. Hôm rồi ở Trúc Lâm nhân ngày mùng 1, mùng 2 Tết, Pháp Hòa cũng có nói trích một vài bài kinh nói về con chuột. Hôm nay mình nói tiếp. Thì ở trong kinh Bách Vụ á, có kể một câu chuyện là có một cái người đó đi đường, họ bắt được một con chuột vàng, thì họ ôm con chuột vàng để qua sông. Thì trong khi mà qua sông như vậy đó, thì con chuột vàng đó nó hóa thành ra con rắn, hóa thành ra con rắn. Nhưng mà người này á, vẫn không buông con rắn đó ra, và vẫn ôm con rắn đó qua sông. Thì qua tới sông thì con rắn này biến thành một cái cục vàng. Thì câu chuyện đơn giản vậy thôi. Thì Đức Phật có nói á, mỗi người chúng ta có khi mình nắm bắt được một cái giáo pháp hay là một pháp môn tu, rồi chúng ta thỉnh thoảng á, cái pháp môn đó nó làm cho mình rất là khó chịu. Tại sao? Tại vì không có một cái cách tu nào mà chúng ta không trải qua những thử thách. Nhưng mà nếu mà chúng ta ôm chặt được cái đó, thì sau đó thử thách này nó trở thành ra một khối vàng. Pháp Hòa ví dụ, trong cuộc sống này mình chọn, ví dụ bây giờ mình chọn mở nhà hàng, thì là mình ôm con chuột rồi. Thì trong khi mà mình qua xong á, con chuột này biến thành con rắn, tức là cực lắm, cực vô cùng.
Nhưng mà sau một thời gian rồi á, thì con rắn này nó bắt đầu nó biến thành cục vàng, tức là ổn định. Mình là người Việt Nam mới sang đây nè, có phải mình ôm con chuột không? Ôm con chuột gì nữa, học tiếng Anh rồi đi làm đủ thứ hết. Nhưng mà rồi cuối cùng mình thấy trời ơi, tôi tưởng đâu ra nước ngoài sướng. Có nhiều vị hồi xưa thì bắt buộc thôi, tại vì cuộc sống mình phải đi tìm một cái đời sống tốt hơn, nhưng mà qua tới đây là mình phải chấp nhận. Nhưng mà những năm tháng gần đây thì mình sống thoải mái hơn rồi, nhưng mà mình nghĩ là ngoài này tới hồi chạy qua đây, nhất là những người mà qua đây một cái tuổi bắt đầu nó lớn rồi, học tiếng Anh cả một vấn đề, tạo dựng một sự nghiệp cả một vấn đề. Nhưng mình đi vì ai? Nhiều khi vì con mình. Vì con của mình nó còn nhỏ, mình muốn cho nó có tương lai. Nhưng mà mình nó có tương lai thì mình cũng phải làm sao? Cũng phải chông gai không ít. Nhưng mà bây giờ mình ôm một con rắn, ôm một con chuột, và con chuột nãy giờ nó biến thành con rắn rồi. Trời ơi, nó mình dày dò, mình không biết, có đôi lúc mình nói mình không biết mình chọn đi như vậy có đúng không? Mình chọn như vậy có đúng không? Mình có dại dột không? Nhưng mà cuối cùng sau 3 năm, 6 năm, 7 năm gì, bắt đầu mọi thứ nó dần đi vào cái khuôn khổ. Thì bây giờ mình mới thấy là cái con chuột này nó biến con rắn, mà giờ con rắn này nó mình tưởng nó cắn lại mình dày vò đau khổ, cuối cùng nó thành ra một khối vàng. Thì đó là mình nói theo cuộc sống thế gian như vậy. Không có ai ngồi đây mà không từng ôm con chuột, rồi chuột biến thành rắn. Có không? Rồi rắn bây giờ bắt đầu biến thành vàng. Phải có chứ, chứ đâu có phải bình thường đâu. Cho nên á, đó là mình nói cuộc sống bình thường của mình. Còn nếu mình nói sâu trong cái đường tu của chúng ta cũng vậy thôi. Pháp Hòa ví dụ như á, Pháp Hòa một cái ví dụ thôi. Hồi đó chùa mình cũng có một cái ban trị sự, cái ban hội tề đó. Nhưng mà bây giờ á, hồi đó giờ á, chuyện gì á cũng có một người gánh cho mình, là cô Diệu Tuấn đi. Tại vì mình công ăn việc làm đời sống rồi cổ gánh. Bây giờ cổ đi rồi thì bắt đầu anh em phải chia nhau, tại một người là kham không nổi, bị ai cũng có công việc. Cô Diệu Tuấn hồi xưa cô ok hơn, là tại cổ không có bận rộn chuyện riêng của cổ. Cổ chỉ đầu tư hết cho chùa thôi. Rồi bây giờ công việc tới đây là mỗi người phải chia. Bây giờ mình ôm con chuột bắt đầu nó con chuột thì bắt đầu nó thành ra con rắn. Nhưng mà nếu mà mình thấy cái con rắn này mà mình chán nản, mình bỏ cuộc á, thì mình sẽ bị phí một con cái cục vàng. Tại vì không bao giờ cái gì trước khi nó thành hình. Ở đây có ai làm đậu hũ chưa? Khi mình làm đậu hũ á, mình xay đậu nành á, xay xong rồi á là mình phải lược lấy cái nước sữa thôi. Rồi khi mình bắt cái nồi sữa đậu nành lên, mình chuẩn bị nấu thành ra đậu hũ đó, là mình phải quậy hoài. Đứng quậy nha, bỏ là nó khét. Đứng quậy vậy đó, mà quậy không kịp đó, là nó khét đó. Khi mà nó vừa sôi lên là phải tắt lửa ngay, để là nó tràn ra bếp một cái là lao chết mồ luôn. Nó vừa sôi lên là phải tắt lửa. Và bắt đầu nếu mình xài thạch cao, hay là mình xài giấm, hay là mình xài muối gì đó, đổ vô. Đổ vô quậy lên đều, để yên đó hồi, cái nó bắt đầu cái kia nó cô động lại cái chất sữa hết, nó lền kền trong đó vậy đó. Thì bắt đầu mình mới thấy trời ơi, vậy rồi sao? Nhưng mà rồi bắt đầu mình làm cái khung gỗ, rồi mình đổ vải, để vải bắt đầu mình trút hết cái đậu nó quên lại đó. Đổ vô đó. Xong rồi mới lấy đồ dằn. Dằn cho nó ra hết nước. Thì tất cả cái đậu nó còn lại, nó mới thành ra đậu hũ. Nhưng mà nếu mình không biết á, mình thấy như vậy cái nghĩa nó hư, đem đổ là mình đổ luôn đậu hũ rồi. Còn nếu như á, Mình làm chao mình đem đậu mình ủ 3 ngày trong một cái chỗ nào nó ẩm ẩm, cái tới 3 ngày sau trời thấy nó mốc vàng lên hết, nó meo vàng, nó nhớt nhớt, rồi nó hôi quá, tưởng lâu là hư. Đổ thì mình có phải mình phí không? Mình ủ chao mà mình muốn làm chao, trong đầu mình có khái niệm muốn làm chao rồi, thì mình phải biết rằng khi mình để đậu hũ chỗ mà ẩm ẩm nóng nóng vậy, nói như vậy là nó thành rồi đó.
nó dậy cái mùi hôi mà nó bắt đầu nó vàng 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 là mình biết chao này mình thành công rồi đó. Mà nếu như mình lựa đậu hũ mà mình vớt nhầm cái miếng đậu hũ, nó không, nó hơi cứng á, làm viên chao nó cứng. Nếu mà đậu hũ quá mềm làm cũng không được, cho nên đậu hũ phải là loại trung bình. Mình làm xong rồi á thì ăn nó mới béo. Chao vừa mềm mà nó, nếu mà nó hôi như vậy, nó lên như vậy, nghĩa là bắt đầu nó béo, nó ngon. Không biết á thì đem đổ. Cũng như thế, cái việc gì mình làm cũng giống như mình thấy nó là con chuột thì mình thích quá rồi mình ôm con chuột. Có nhiều người đi tu cũng vậy, thấy đời sống người tu sao khỏe quá ha. Nhưng mà đâu có biết là mình thấy mới có con chuột à, mình mới thấy có con chuột à. Rồi từ từ á, khi mình đi tu rồi, mình vô tu rồi thì mình mới thấy không phải dễ. Nội một cái chuyện là mình sống chung với chúng thôi. Hồi đó mình ở mình đã khỏe rồi, nhưng mình vô mình sống với chúng. Mình sống với chúng mà mình không có hòa chúng thì mình thấy không, là cả một cái khó. Ở nhà mình muốn ngủ tới giờ nào mình ngủ, nhưng mà ở chùa đâu có được. Ở chùa là ai thức giờ nào mình phải thức chung giờ đó. Giờ người ta thức ta tụng kinh, mình phải thức tụng kinh. Giờ đại chúng ăn mình phải ăn. Giờ đại chúng đi ngủ mình phải đi ngủ. Đại chúng làm việc mình phải làm việc. Chứ không phải như kiểu ở nhà muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ. Ngay ở nhà là mình đã bị trộn rộn cái thời khóa rồi. Thì khi mình sống với chúng không được như vậy. Thậm chí chúng lên tụng kinh, mình lên tụng kinh. Còn mình muốn tụng kinh riêng mình á, là không được lấy cái giờ mà của chúng làm việc. Bây giờ 10 giờ sáng làm việc, cái sách áo tràng lên tụng kinh. Nói sao vậy? Tôi phải trì kinh, tôi phải sám hối, tôi tu. À, mình nghĩ mình nói vậy cái là người ta sẽ thông cảm cho mình. Nếu người ta, nhưng mà thật sự nếu người ta có cho đi nữa đó, là mình phải biết rằng á, mình làm nó cũng sai nguyên tắc rồi. Tụng kinh riêng cho mình là gọi là tụng phi thời. Mà phi thời nghĩa là cái giờ free của mình thôi. Cái giờ mình rảnh rỗi là riêng của mình á. Cái giờ nghỉ của mình không nghỉ, mình hy sinh giờ nghỉ thì mình tu, chứ không lấy cái giờ chung của ai, của đại chúng mà mình làm cái giờ riêng của mình. Đó, ngay cái chuyện mà bây giờ mình thấy là không có người, một cái người mà đi tu bên Phật giáo Bắc Tông nó còn cực nữa. Thức khuya dậy sớm là đã đành rồi. Ăn thì phải ăn chay. Đó. Mình đâu có được ăn mặn đâu. Ví dụ ở Thái Lan khác, ở Miên ở Lào khác. Ở Miên ở Lào thì không có trường hợp ăn chay. Còn ăn theo Việt Nam, Trung Quốc là phải ăn chay. Cho nên rồi một cái chuyện ăn chay là cả một cái khó khăn. Cho nên mình mới thấy vậy, mình tưởng mình ôm con chuột. Nhưng mình đâu biết rằng trong quá trình mình ôm con chuột qua sông, con chuột này nó sẽ biến thành một con rắn. Nhưng anh hoảng sợ, anh giúp con rắn ra thì coi như là anh phí công. Còn anh chấp nhận anh ôm con rắn này để qua tới bờ, dậy vò lắm. Nhưng mà chính con rắn này nó sẽ biến thành một khối vàng của tương lai. Quý vị đọc sử của các vị tổ mà các ngài tu, không có vị nào tu mà thoải mái nhẹ nhàng hết. Vị nào cũng trải qua một quá trình nhiêu khê lắm. Thì nói tới đây thì mình mới biết là ngài Lai Quả đó, ngài mới nói cái người tu giống như là con chuột khoét sừng trâu. Quý vị biết sừng trâu phải không? Mà con chuột nó chui vô, nó khoét, nó đục một cái lỗ để nó chui qua khỏi cái sừng trâu đó. Dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó lắm. Tại cái sừng trâu là cứng rồi. Nhưng mà cái sừng trâu mà càng khoét thì nó càng thúi. Mà nếu mà không chịu nổi cái thúi của nó và không chịu nổi cái cứng của cái sừng trâu thì con chuột không tọt qua được cái, không làm được một cái lỗ để chui qua sừng trâu. Thì ngài Lai Quả đó, thiền sư Lai Quả, ngài mới nói là người tu giống như con chuột mà chui vô trong cái sừng con trâu để mà rồi đục khoét để mà chui thủng ra khỏi cái sừng của con trâu. Khó vô cùng. Mà quý vị thấy, Pháp Hòa nói một cái gần nữa nha. Mình thấy người chồng đó, cái người bạn trai đó mới đồng thích lắm.
đẹp trai nè, hiền lành nè, dễ thương nè, biết điều gã lăng. Tới hồi mình nghĩ là mình giới nhầm con chuột rồi đó. Chuột vàng. Nhưng mà khi mà mình ôm nhầm một cái con chuột đó qua sông là nghĩa là qua hết đời của mình, phải không? Trời ơi, con chuột này giờ nó không phải con chuột mà giờ nó khó chịu, nó làm đủ kiểu đó. Ăn khó, nói chuyện, làm gì cũng khó chịu. Cái mình nói trời ơi, tôi không ngờ giờ tôi ôm nhầm con rắn. Nhưng mà nếu mình giúp con rắn đó thì coi như là mình phải bơi trở lại kiếm con chuột khác. Mà đâu con chuột nào giống con chuột nào, đã là chuột thì thế nào cũng là chuột. Mà chuột nào qua trên sông nửa đường đi nó cũng thành rắn hết á. Tại vì sao? Tâm tánh đổi, hoàn cảnh đổi, con người nó thay đổi. Nội cái chuyện mà già sanh tật là mình đủ chết rồi nè. Có nhiều khi có nhiều người trẻ dễ mà tới già là bắt đầu đổi tánh. Bây giờ khó chịu hơn, hay bắt lỗi bắt phải hơn, ăn uống cầu kỳ hơn. Hồi xưa không có, hồi còn trẻ dễ lắm, cho gì ăn nấy. Bây giờ ăn thiếu một chút cằn nhằn cả ngày chịu không nổi. Thật sự ra quý vị nhớ là trong cuộc sống của chúng ta không người nào mà ôm con chuột, không ôm một con chuột mà một hồi chập sao là con chuột nảy quá thành con rắn. Mà nếu mà mình vượt được nó thì con rắn này nó hóa vàng. Rồi bây giờ mình nói tới khi mình nói tới cái bệnh đi, mình nói cái bệnh đi. Có một cái, có bệnh nào mà mình thích không? Và có bệnh nào mình chấp nhận uống thuốc mà nó không gây go? Uống thuốc cảm, nói trời ơi uống gì chứ đừng uống thuốc than, tôi sợ uống thuốc than lắm, nấu sắc thành thuốc, giờ người ta làm thuốc viên, uống riết ngán muốn chết. Tại vì ngày nào cũng chán, tôi thấy là tôi, mà có những viên thuốc uống xong nó no luôn á. Có những viên thuốc uống nó no đó, nhưng mà phải ráng thôi. Tại vì hết một cái chén thuốc này thì mình sẽ qua được một cái, giảm được một chút bệnh, qua được cơn bệnh. Thì ở đây Đức Phật nói cái ví dụ, có một người ôm một con chuột, rồi khi qua xong nửa chừng thì con chuột này nó biến thành con rắn. Bây giờ không lẽ mình dùng nó? Bây giờ mình ráng mình ôm con rắn này, người này vẫn thấy rằng không bỏ nó được, ôm con rắn này thì qua tới bên kia thì con rắn hóa ra vàng, khối vàng. Thì chúng ta trong cuộc sống này cũng vậy, không có cái gì mà chúng ta chọn rồi đi nửa chừng rồi chúng ta mới thấy nhiêu khê. Không dễ, không dễ dàng. Hồi đó mới mua Tây Thiên á, trong đầu Hòa nghĩ nó đơn giản dữ lắm đó. Pháp Hòa chỉ muốn là có một cơ sở cho người ta tu thôi. Mà tự nhiên sao mình ở xứ lạnh mà mình cũng quên vụ lạnh đi. Pháp Hòa mới nói Pháp Hòa chỉ cần sửa cái chuồng bò này lại thành một cái thiền đường cho đại chúng ngồi thiền, đơn giản thôi. Thì cái anh mà anh được Pháp Hòa giao cái nhiệm vụ, nói giờ thầy cho con cái budget sửa cái Tây Thiên này nhiêu. Pháp Hòa nói maximum 150.000. Mà nó không nói gì với mình á, nó cũng mô Phật. Rồi nó làm đâu được nửa chừng đó, thầy ơi 150 không đủ nha, thầy cho con thêm nha. À, cái thằng này nó cũng biết bắt ra bắt chuột và quá rắn chứ. Trời đất ơi, tới hồi từ 150 lên 200, 300, cuối cùng đến cái ngày tổ chức Phật Ngọc đó, cái chánh điện tạm, quý vị tới thấy đó, cái chánh điện tạm và 8 cái phòng ngủ đó lên 700.000. Tại vì khi đụng vô mình mới biết là chính phủ họ bắt mình phải làm đúng tiêu chuẩn hết. Bởi vừa rồi Pháp Hòa mới giảng cái bài phóng lao. Việt Nam mình hay nói là phóng lao thì phải theo lao đó. Mai mốt quý vị tìm cái bài đó nghe, ngoài giảng bên Mỹ, phóng lao. Bây giờ mình đã phóng một cái lao rồi, không lẽ mình không chạy tới coi mình cái lao mình phóng mình bắn được con gì? Tại mình phóng con lao là mình thấy con thỏ. Bây giờ mình phóng cái lao rồi, khi mình phóng tới rồi mình nghĩ là mình một cái con thú nào nó đã bị cái mũi tên mình bắn trúng nó rồi, thì mình phải chạy tới cái lao đó để làm gì? Để kiểm soát, để kiểm chứng là mình đã chụp được cái con gì. Thì cái chữ mà phóng lao thì phải theo lao là vậy đó. Anh không thể anh phóng nhắm cái lao, anh phóng một cái rồi không chạy theo nó. Anh đã nhắm cái con gì, anh chụp nó rồi thì anh phải chạy tới coi anh có thành quả không. Trời đất ơi, tôi định bắn cái gì đó, dương cung bắn con chim, ai ngờ đó rớt xuống trúng con thỏ. Chứ không phải chim đại bàng, không phải chim gì mà chim nhầm con chim sẻ, thí dụ vậy. Phóng lao phải theo lao. Thì cũng như vậy, tại mình nghĩ đơn giản vô cùng, cái chuồng bò này sửa lại cái thành cái thiên đường, lúc đó sao mình
cái đầu mình nó đơn giản đến mức độ là không nghĩ ở xứ lạnh chính phủ sẽ bắt mình làm theo những cái chuyện ấy, mà cái đây là cái chuồng bò, miệng thì vẫn biết nói là cái chuồng bò sửa lại cho người ở. thì đi, quý vị biết cái insulation mà nó âm ở trong tường, hốt cả ngàn bao chất để dành mai mốt sử dụng lại. Mà bây giờ Pháp Hòa mới biết là cái loại mà insulation cho thú vật nó khác với cái insulation của mình khác lắm. Mà nó giống như là giống như giấy dụng vậy đó, ôm cả ngàn bao vậy đó. Tới hồi CT nó xuống nó nói no, cái này không có sử dụng được, cái này là của animal. Du làm lại cho người ở là Du phải mua cái insulation. Lấy 1000 cái bao rác, cột 1000 bao chất từ dưới đất lên tới nóc nhà của cái gara, cuối cùng phải kiếm xe ôm 1000 bao rác đi đổ. Đó. Rồi bây giờ đó là mình nói ví dụ gì, mình ôm cái tay thiên giống như mình ôm một cái con chuột vậy đó. Đi nửa chừng giờ chuột này quá ăn rắn. Dù sao Pháp Hòa có một thầy bạn huynh đệ bạn, thầy mua một cái nhà kho. Mà cái nhà kho này là nó là cái chỗ bán đồ của người cảnh sát á, mấy cái uniform cảnh sát lớn lắm, mua 1 triệu mấy. Nghĩ trong đầu cũng đơn giản thôi, mua dèm sửa về ha. Cái trong đầu đơn giản lắm, mấy tháng sau là mình sẽ làm lễ khánh thành rồi mời Pháp Hòa đồ qua làm lớn lắm. Tới hồi đụng vô CD nó nói ngày xưa cái building này là cái code đó, thứ nhất là của thời trước, thứ hai là commercial. Bây giờ á, thứ nhất code bây giờ thay đổi hết rồi, những cái luật lệ bây giờ thay đổi. Thứ hai là cái này bây giờ không phải là cái warehouse, không phải là nhà kho nữa, mà nó là cái chỗ để mình sinh hoạt. Thầy mua gỗ về xuống basement đó, thầy đóng để insulation vô. Nó nói no, không có xài gỗ nữa, bây giờ luật mới phải xài nhôm hết. Bắt đầu lột hết cái đống gỗ đó ra, phải không? Phóng lao phải theo lao là vậy. Và trong chúng ta ở đây ai thấy gì cũng tưởng là ô con chuột tôi khoái quá, tại thứ nhất là nó vừa tầm tay. Thì mình nghĩ như vậy, nhưng mà cuối cùng khi mình đi nửa đường rồi nó quá ra con rắn, lúc nào mà nó không một cái gì mà mình làm mà nó không có. Ở đây nói đến cái sự thử thách, cái sự nhiêu khê. Ngày xưa có một cái vị thiền sư tên là Từ Minh. Thì thiền sư này là đi học với ngài Thiện Chiếu ở Phần Dương. Thì ngài Phần Dương trong thiền sử thì ít có gọi ngài là Thiện Chiếu, mà gọi là ngài Phần Dương là gì, địa danh. Hồi xưa người ta không có dám gọi đích danh của các vị tổ, đa phần là gọi cái nơi chốn các ngài ở thôi. Cũng giống như ngài Bách Trượng vậy đó, ngài đâu phải hiểu Bách Trượng đâu, nhưng mà tại địa danh ngài ở, chúng ta gọi là tổ Bách Trượng. Hay là ngài Quy Sơn, ngài đâu phải hiểu Linh Sơn, Quy Sơn, ngài ở cái núi tên là núi Quy Sơn, cho nên chúng ta gọi là ngài Quy Sơn, chứ thật sự ngài không phải tên đó. Thì ngài Thiện Chiếu cũng vậy, hiệu của ngài là Thiện Chiếu, nhưng ngài ở Phần Dương cho nên đa phần gọi là ngài Phần Dương. Thì ngài thiền sư Từ Minh này đến học Phần Dương. Thiền sư Phần Dương này không bao giờ nói nhỏ nhẹ, tới là chửi bới, đánh đập, nạt nộ, nhưng mà chấp nhận được thì ở, mà người nào ở được thì sẽ ngộ đạo. Thì có một hôm ngài Từ Minh á than với ngài sư phụ mình á là con đến ở đây mất 2 năm mà chẳng được sự chỉ giáo, chỉ làm tăng trưởng thêm niệm trần lao, năm tháng qua nhanh việc mình chẳng sáng. Tức là nói con ở đây mấy năm rồi mà con chỉ hao mòn cái thời gian công sức con thôi. Thì lúc đó ngài Phần Dương mới nói là đây là ác tri thức mà dám chê trách ta. Phần Dương nói xong lấy cái gậy đánh cái vị đệ tử đó. Thì ông thầy Từ Minh này ông la lên, cứu tôi, cứu tôi. Thì ngài sư phụ chạy tới chụp cái ông đệ tử lại, bụp miệng ông lại. Thì ngang đó ông ngộ đạo. Bây giờ mình nghe mấy cái thiền sử này là mình chế giới á.
mình mọi cái chuyện mà ổng chửi mình là mình đi mất mua rồi đó. Không chừng về delete số phone ổng luôn, rồi đồng thời mình block ổng luôn, không cho ổng liên lạc đó. Ông thầy tu gì mà chằn ăn quá. Nhưng mà bởi vậy á, người xưa á, mình á, cái chỗ nào á, mà cho mình ăn là mình ở miết à. Nhưng mà các tổ, ngay Đức Phật dạy mình á, chỗ nào mà chỉ cho mình ăn thôi, cho mình ăn, cho mình mặc, cho mình chỗ ở, mà không có dạy cho mình tu, thì mình phải đi. Còn chỗ nào mà người ta dạy mình tu nhưng mà ăn ở rất là cực, ráng ở. Còn chỗ nào mà cho ăn, cho mặc mà dạy tu nữa đó, thì không ở là một sự dạy dột lớn. Còn nếu như chỗ nào mà đã không cho ăn mà không cho tu nữa mà ở nữa là đại dạy dột. Đức Phật nói vậy đó. Thì ngài cho nên ngài khi mà ngài Từ Minh nói như vậy á, thì tại sao ngài Phần Dương nói á, đây là ác tri thức mà dám chê trách ta? Tại sao? Tại vì ngươi không có quán niệm, ngươi không có quán niệm lại là cái pháp mà ta dạy ngươi xưa nay là cái gì mà ngươi nghĩ rằng á phải là cái này mới kêu là pháp. Nhưng mà ngươi đâu có biết là ta cho ngươi toàn là rắn. Nhưng mà nếu ngươi ôm được cái khối rắn này, là khối rắn này sẽ hóa vàng. Không hiểu mà trách. Giống như sự tích cái mỏ nè. Cái mỏ này là ngày xưa nó là một ông thầy tu, ở trong chùa nhiều ngày mà không tu hành gì hết, tạo nghiệp thôi, cuối cùng chết đọa là một con cá. Thì một hôm sư phụ đi ngang chiếc thuyền, thì con cá này nó phốc lên bờ và nó trách sư phụ nó, là tôi ở với thầy mà thầy không dạy tôi tu, bởi bây giờ tôi đọa làm cá. Thì hòa thượng trụ trì mới chỉ mặt nói, ngươi không có nắm được cái pháp tu mà ngươi còn trách lại ta. Thì cuối cùng khi khai thị xong, con cá này mới nói là nó mới thấy được cái lỗi nó. Nó thấy được cái lỗi nó, rồi cuối cùng nó bây giờ thầy phải giúp cho con. Sáng mai thầy đến cái bãi cát đó đó, thầy sẽ thấy xác của một con cá chết nằm đó. Thầy hãy đem con về rồi thầy để vô trong chùa cho đại chúng mỗi ngày lấy cây đập con, để cho con trả cái nghiệp đó đi. Từ đó mình mới có cái tích là làm cái mỏ gỗ thắt hình con cá, mỗi ngày lấy cây gõ trên đó. Và cái hình con cá là tượng trưng cho mở mắt, vì cá ngủ không có nhắm mắt. Người tu mình phải tỉnh, và mình phải nhớ rằng á, tất cả các pháp, pháp nào cũng là pháp tu, dù đó là ác pháp. Ví dụ thôi, bây giờ thầy đó dạy mình niệm Phật tụng kinh, thầy đó dạy mình cái thiện pháp, nhưng mà cái người mà tới chửi mình á, nói xấu mình á, nói xuyên nói xéo mình, là người đó cho mình một cái pháp nhẫn nhục. Ông thầy này cho mình cái pháp gì? Lắng dịu bình an. Nhưng mà không có cho mình biết cái nào là thuốc đắng. Hồi nào giờ ông cho mình là thuốc ngọt không à. Giống như mấy đứa nít nó uống thuốc á, thuốc nào cũng có flavor đó, cam, dâu, nho, tùy theo cái flavor nó thích. Nhưng khi nó lớn lên rồi là nhớ nha, không uống này nữa. Mình mà ham mấy cái mùi đó mình uống thuốc nó không có công dụng. Mấy đứa con nít nó uống thuốc á, nó có mùi này mùi kia để nó uống thuốc. Bởi vì sao? Cơ thể nó cỡ đó, thuốc có thể chế cỡ đó, và mùi vị tùy theo cái thích của nó. Nhưng mình là người lớn rồi mà mình vẫn còn ham cái thuốc đó, thì uống chục chai nó cũng uống hết, là tại vì cái thuốc nó không có mạnh. Và mình nhớ là cái đó là artificial flavor, mùi giả chứ không phải mùi thật. Còn mình muốn mùi thật là phải uống mùi đắng. Và cái đồ mình uống nó nhiều hơn. Mấy đứa nhỏ nửa muỗng cà phê, mình bây giờ phải một muỗng, hai muỗng, ví dụ vậy. Vì sao? Vì cái sức mình nó lớn rồi. Cho nên trong nhà Phật nói các pháp đều là Phật pháp là vậy đó. Pháp Hòa nói trong chùa mình cũng vậy đó. Có nhiều người mình gặp đó, dễ thương lắm. À, anh dễ thương, anh cũng cho mình pháp, pháp dễ thương. Có một người gặp mình là luôn luôn nói móc. Trời, mình gặp riết mình né rồi, ông móc riết hết còn chỗ để móc. Nhưng mà cái người đó cũng sẽ cho mình một pháp. Thế nào là nhẫn nhục pháp? Vì mình nghe chữ nhẫn, bị cái người khen mình lấy có gì nhẫn nhục? Mà cái người mà ta chê mình mới có hội nhẫn nhục.
ở cái chỗ đó đó. Cho nên ngày kia mới nói nhiều mà không có thấm được, cho nên la lên, ông thầy bụp miệng lại, ngộ liền. Ta dạy người tu người cũng la, ta đánh người cũng la, người có cái miệng không? Thành thử ra mình nhớ là khi mình, trong tất cả chúng ta, khi mà cuộc sống này chúng ta làm việc gì rồi, thì bất cứ một người nào, có những em nó qua đây nó đi học, mà quý vị biết là ngày, quý vị nhớ là ngày xưa ai mà được đi du học đâu phải là chuyện dễ. Bây giờ cái sự du học nó dễ dàng hơn, nhưng bù lại gia đình mình cũng tốn kém không ít, vì mình là du học sinh, cái sự đóng tiền nó nhiều hơn một cái đứa nhỏ mà nó sinh ở đây. Có, nó cũng có cái của nó chứ. Nhưng mà mình đỡ hơn là vì sao? Mình ở đây bây giờ cộng đồng người Việt nhiều nè, cộng đồng người Việt đã có cơ sở nè. Mình tới một cái là mình vẫn có những cái nơi sinh hoạt, nó làm giải khuây những cái lúc mình buồn. So với những người Việt đời trước qua đây du học, mình đỡ hơn nhiều. Mình tới đây cái là cộng đồng có mặt, không người này giúp mình chuyện này, cũng người kia giúp mình chuyện kia. Tuy thế chúng ta vẫn ôm một con rắn thôi à, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà mỗi thời đại nó đều có cái feeling nó khác nhau. Hồi xưa người Việt mình ít á, gặp người Việt nhau mừng lắm, trời ơi, đi đâu mà nghe tiếng Việt cái là chạy đi kiếm muốn chết luôn vậy. Bây giờ mà nghe tiếng Việt cái né muốn chết luôn vậy. Mỗi cái nó có. Cho nên ông Bùi Giáng ông có một cái bài thơ: Một tiếng nói một nụ cười chợt tắt, hết mấy phen buồn trở lại bên đời. Hình cái bài thơ này Pháp Hòa nhớ là như là Người đâu rồi, người hay người đi đâu rồi vậy đó. Bài thơ buồn lắm. Rồi bây giờ là mình nói xong một con chuột trong kinh Bách Vụ ha. Bây giờ mình nói con chuột trong kinh A Hàm. Thở xưa có một con mèo đói khát, gầy yếu rình con chuột trong hang. Nếu chuột ra thì nó sẽ bắt lấy mà ăn. Một hôm chuột ra khỏi hang rong chơi, chú mèo kia liền chộp nuốt nhanh. Thân chuột nhỏ bị nuốt chửng vào trong bụng. Khi vào bụng rồi nó cắn nội tạng mèo. Bị cắn nội tạng mèo điên cuồng chạy lung tung khắp chốn, từ nhà trống đến Gò Mã, không biết dừng lại nơi nào, dần chần cho đến chết. Cũng vậy, tỳ kheo có người ngu si, nương nơi làng xóm mà sống, sáng sớm đắp y ôm bát, vào thôn khất thực mà không khéo hộ thân, không giữ các căn, tâm không cột niệm, thấy các cảnh sắc tướng liền khởi lòng tham dục. Khi tham dục phát khởi, lửa cháy bừng thiêu đốt thân tâm. Khi thân tâm bị thiêu đốt, tâm rong ruổi cuồng phóng, không thích ở tịnh xá, không thích đi nơi hoang rừng vắng, không thích dưới bóng cây, bị tâm ác bất thiện ăn vào pháp bên trong mà xả giới thôi mất. Người ngu này chịu khổ lâu dài không lợi lạc, cho nên tỳ kheo cần phải học như vậy, khéo hộ thân mình, giữ gìn các căn, buộc tâm chánh niệm mà vào khôn khất thực, cần phải học như vậy. Ê, Phật nói là có một cái con chuột á, nó bị con mèo nuốt chửng nó. Và khi nó lọt vô trong đó rồi thì nó cắn cái nội tạng con mèo, và con mèo quằn quại mà chết. Thì Đức Phật nói người tu của mình cũng vậy. Mình đi vào trong cuộc đời này, nếu mà mình không phòng hộ các căn thì có những cái đấm nhiễm nó lôi mình. Mới đây có một cái vị lên mới nói với Pháp Hòa là buồn quá. Rồi bạn bè rủ đi chơi. Đi chơi rồi mới đầu họ cho mượn tiền chơi đánh bài. Nó chơi đi, tôi cho mượn. Mới đầu chơi một chục thôi, lên tới trăm. Rồi ăn cũng có, nhờ thấy thích quá rồi chơi. Càng chơi bắt đầu thua. Thua muốn gỡ thì không có tiền, phải đi mượn. Mượn để chơi, nghĩ rằng thắng thì sẽ trả. Nhưng mà càng ngày càng lúng. Và cuối cùng bây giờ là chỉ muốn đi đến con đường tự tử thôi. Tại vì bây giờ nợ quá rồi.
mà gia đình thì bây giờ coi như là không ai giúp được nữa, buông. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là cũng giống như cái trường hợp vậy, cuộc sống của chúng ta có những cái nó lôi mình, nhưng mà nếu mà mình không có phòng hộ được thân tâm của mình thì cũng giống như là mình bị một cái con chuột nó chui vào, nó chui vào trong cái nội tạng nó cắn mình. Và nếu chúng ta không có khéo thì chúng ta sẽ quằn quại mà chết. Thì Đức Phật quở các thầy, nếu như mình sống, mà nhất là cái xã hội bây giờ là nó dễ lắm, xã hội bây giờ rất là dễ, và nếu mình không có khéo thì mình sẽ bị cuốn hút, cuốn hút và mình cứ chạy theo. Năm tháng đi qua mà mình nhìn lại thì mình vẫn chưa thành tựu được cái gì cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Nhiều khi mình cái chiều dày năm tháng thì có, nhưng mà cái công phu tu tập thì nó thiếu. Cho nhìn mình á thì người ta cũng gọi là các bậc lớn dậy, bởi vì người ta theo chiều dày mà người ta gọi thôi, theo cái chiều thời gian mà người ta gọi thôi. Nhưng mà khi đi vào gần gũi thì mình thấy là rõ ràng cái sự nội công không có. Cho quý vị thấy các cái ông mà trưởng môn các phái cũng vậy, càng ở lâu trong môn phái của mình thì võ công phải thâm hậu, và thậm chí còn có được những cái bí quyết, những cái chiêu thì đệ mới phục được đệ tử, nó mới theo nó học mình được. Cho nên trong cuộc sống của mình cũng vậy, mình mà không có đời sống của chúng ta nó phải quân bình cả hai thứ. Khổng Tử dạy là mình lấy một cái sợi dây mình căng vậy nè, xong mình gấp đôi dây lại làm hai, xài cái khoảng giữa, nghĩa là mình biết quân bình. Cuộc sống bây giờ là nó rất là nhiều cái để mình enjoy, nhưng mà mình biết rằng khả năng mình bao nhiêu, và thậm chí là mình ở trong cái vị trí nào và có thể chơi được cái gì, vui được cái gì. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ đại chúng có thể mua một cái vé đại nhạc hội Thúy Nga, Asia, ở Las Vegas, ở đâu đó để quý vị đi chơi. Đó là tại vì vị trí của quý vị là những người cư sĩ, các vị làm được việc đó. Còn như quý thầy, nếu có đi dự là chẳng qua là vì chùa tổ chức những cái buổi văn nghệ gây quỹ, mình có mặt trong những cái buổi đó, và vì chùa tổ chức cho nên nhất định á, nó có những cái limit, những cái hạn chế trong những cái chương trình văn nghệ, nó phù hợp với cái danh nghĩa là chùa tổ chức, thì quý mình có dự không sao. Nhưng nếu mà bây giờ quý vị mà sẽ thấy rằng Pháp Hòa mua cái vé bay qua tận Las Vegas để xếp hàng vô coi Thúy Nga Paris, thì quý vị nghĩ sao? Nó trật liền phải không? Thật ra trong cuộc sống này có những cái mặc dù xứ tự do ai cũng có quyền hết, nhưng tự mình phải hiểu cái quyền mình tới đâu, cái tự do mình tới đâu, để mình không có đi quá đà. Vậy thôi, chứ không ai làm gì mình hết á. Không ai có quyền bắt tội mình ở tù, ở tội gì hết. Nhưng mình phải tự biết, nếu mình còn muốn sống trong cái phạm vi này thì nó là phải như vậy. Cho nên á, cái xứ tự do hay là nói là đời sống tự do, nhưng mình tự phải hiểu khả năng của mình và mình ở trong cái vị trí nào để bay được bao xa và đi được tới đâu. Ở đây người ta hay cho mình thả chim bồ câu á, nhưng mà thật sự ra những con chim bồ câu đó, đó người ta đã luyện nó hết rồi. Con chim bồ câu đó người ta đã luyện nó bay đi bao xa và khoảng thời gian nào nó phải quay trở lại. Cho nên mình cũng tới những cái công ty, những cái chỗ bán chim mình mua vậy đó, mình nói mình tôi mua con chim bồ câu tôi thả vậy đó, nhưng mà thiệt sự những con chim đó là nó đi rồi nó trở lại hết á. Ở đây có những cái đám cưới á, hai vợ chồng tổ chức đám cưới thì nó mới làm cái lễ gọi là thả bồ câu, để thứ nhất là theo cái hình ảnh hòa bình, hình ảnh uyên ương có đôi, rồi đại khái đủ cái những cái đẹp mà nó muốn diễn tả. Nó cũng mua vậy, rồi cái có cái người đó tới giờ đó họ đem cặp bồ câu tới cho hai chồng nó thả. Thả xong rồi đám cưới đi về mất, cái người mà cho mướn vẫn còn ở đó đó, tại nó biết lát 11 thả 10 giờ 11 giờ bồ câu sẽ trở lại.
Là quý vị thấy á, những cái con chó mà người ta cho nó đi chơi ở ngoài công viên á, người ta bán cái dây khoảng 3 thước hay 4 thước cho nó tùy, ta cho nó đi thì nó được cầm cái sợi dây đó, ban đầu là nó đi chơi là nó nghĩ rằng nó thoải mái, nhưng mà nó rong cỡ nào đi nữa là khoảng 4 thước dây thôi. Thành ra nó có tự do cỡ nào đi nữa thì nó vẫn nằm ở trong tay của người chủ. Thì chúng ta cũng vậy thôi, tự mình phải nắm cái cương lĩnh của mình. Cho nên nhà Phật á, khi mà tổ chức những khóa tu mà thí dụ như nói an cư kiết hạ đi, thì có cái trường hợp gọi là giới trường, tức là kết giới, nghĩa là cái ranh giới bao nhiêu vị tỳ kheo, vị thầy có quyền đi sinh hoạt, và ai ra khỏi phạm vi đó là phạm. Trong vòng 3 tháng không ai được qua khỏi cái ranh giới đó nếu không có phép. Ví dụ bây giờ nói là từ cái ranh giới của chùa Hải Đức là từ cái cột đèn ngoài đường này cho đến hết cái cột đèn đằng kia đi, nói dụ bốn góc vậy đó, 3 tháng trời an cư là phải ở trong phạm vi này. Ai bước ra khỏi phạm vi đó là coi như phạm giới. Mà giới này không phải là giới luật, mà giới gì? Là ranh giới, là biên giới. Cho nên giữa hai quốc gia đó, giữa hai quốc gia ráp với nhau, nó có cái biên giới không? Có. Ai mà bước qua bên kia là mình thuộc phạm vi khác rồi. Thì trong Phật Pháp nó cũng vậy. Nên đây là cái ranh giới mà mình không thể bước hơn. Mà người nào cũng có ranh giới, tỳ kheo có giới của tỳ kheo, sa di có ranh giới của sa di, không được vượt. Không được vượt. Cho nên cái y của các thầy đắp đó, quý vị thấy không? Mai cái y rồi ở phía xung quanh nó có một cái bờ, nó có cái dải mà nó niền ở xung quanh vậy nè. Thì cái đó gọi là gì? Đó là cái ranh giới. Bây giờ ở giữa là ruộng. Thì người tu có cái ruộng phước thì đây là cái viền, cái giềng của cái ranh giới đó. Mà nếu anh vượt đó là không được. Và trong cái ruộng này anh phải có trách nhiệm chia những cái líp ruộng. Cho nên y nó có hàng sọc, hàng ngang như là tượng trưng cho những líp ruộng. Mà anh xuất gia anh tu lâu năm thì thường thường y nó lại nhiều cái ruộng hơn. Đó là cái tượng trưng cho ruộng phước. Rồi tất cả các thí chủ Phật tử người ta cúng dường, người ta ủng hộ anh, là nghĩa là người ta giao cho anh những hạt giống. Anh phải có trách nhiệm gieo hạt giống và làm cho hạt giống này tốt tươi. Cũng giống như người ta ủng hộ cho chùa mình thì để cho chùa mình làm sao phát triển ngôi chùa, duy trì ngôi chùa, phát triển ngôi chùa. Tôi cúng quá trời mà sao chùa dơ dáy, lụp xụp đủ thứ hết, không có một cái gì hết. Đâu phải, người ta ủng hộ để cho mình phát triển. Thì đó, bây giờ phạm vi của mình là một cái chánh điện, hai cái nhà thí dụ, thì mình làm sao để duy trì cái đó. Thì ai cũng có cái tự do của mình đó. Nhưng mình tự mỗi người phải biết mình có bao nhiêu tự do. Phong Hòa ví dụ như là trong một cái buổi đại lễ ở đây nè, hay bất cứ ở đâu, nhiều lúc trong chương trình để là thầy giảng rồi tụng kinh này kia nọ, nhưng mà Phong Hòa nhìn đồng hồ và thấy là bây giờ mình quá giờ rồi, lố giờ rồi nè, tự Phong Hòa phải cắt bớt những cái gì nó rườm rà không cần thiết, cắt bớt. Cái người sống mình phải linh động cái chuyện đó, chứ không phải nói không giờ giao tôi nhiêu tôi làm nhiêu thôi, tôi không cần biết ai hết. Không phải như vậy, là mình không có linh động. Mà mình không linh động á thì mình sẽ làm cho mọi việc nó sẽ trì trệ trở lại. Cho nên trong một cái giới đàn á có hai vị rất là quan trọng. Giới đàn là gì? Là cái đàn truyền giới cho các thầy. Thì cái vị Yết Ma và cái vị Điển Lễ. Điển Lễ là cái người hướng dẫn cho mọi người vô ra lễ. Hai người đó quan trọng lắm. Mà nếu hai người đó mà họ linh động trong giờ giấc á, thì họ làm cho cái giới trường, cái giới đàn đó nhanh gọn mà không mất đi cái phần linh thiêng. Họ sẽ lược bớt những gì cần thiết. Thứ nhất là họ phải chỉ dẫn cho cái người đệ tử rõ ràng. Phong Hòa ví dụ nha, ví dụ như nãy anh nào bưng khay lễ nè, là quý vị phải học trước. Bưng khay lễ ra
thầy ra tới rồi để khi lễ ở đâu? Và cái anh thỉnh khánh á, khi mà thầy có mặt ở tại cái vị trí mình thỉnh rồi đó, thì mình mới đánh cái khánh lên thành hồi. Bon 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 bon. Đại chúng biết là thầy đã arrive, đã tới rồi, và đây là cái tiếng khánh dừng. Rồi cái người mà niệm Phật hồi nãy đó, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, nếu mà mình niệm câu đó thì mình phải cầm microphone, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dẫn lễ lớn lên để cho người ta nghe. Đây là câu cuối. Anh cầm anh niệm hoài, bây giờ ở dưới không biết ổ ngưng chưa. Rồi cái này, Thích Ca Mâu Ni Phật, ở dưới cô Diệu Thanh cổ nghe có Nam Mô, cái Diệu âm trên này nghe Thích Ca. Thành thử ra rút cột nó loãng choạng, nó không thống nhất. Thật ra khi mà mình thỉnh nó có cái, thì mình hướng dẫn trước vậy đi. Không hướng dẫn thì cái anh khay lễ anh ra cái nó để đâu, để đâu, kêu đầu chỉ đây nè, đây nè, đây nè. Rồi cái thì không có cái chuẩn bị trước thì một lát nó lung tung vậy. Bất cứ cái gì, bây giờ mình làm lễ đám cưới cho hai đứa nhỏ đó mà phải biểu nó lên, nó rehearsal trước một bữa. Ở trên chùa cho anh vậy, đứa nào đám cưới mà bắt nó lên trước một bữa, tao chỉ cần bay lên 5 phút 10 phút vậy thôi, tao chỉ cho cách quỳ ở đâu, lại ở đâu, cách lại làm sao. Nhiều khi hàng rể nó người Mỹ nó biến lại chổng mông. Thấy không? Hay là mình hỏi nó mặc cái gì, nó mặc cái gì để mình biết, mình chỉ dẫn. Thí dụ nó mặc đầm, nó mặc áo dài, thí dụ vậy. Mỗi cái nó có, mình phải hỏi để mình hướng dẫn. Rồi phải đi vô làm sao, đi ra làm sao. Cái gì cũng phải có sự thực tập trước hết. Còn không có thì bắt đầu nó loãng choạng, mất thời giờ. Lẽ ra nó nhanh gọn mà nó rất trang nghiêm. Cho nên đi đám tang cũng vậy. Pháp Hòa nói trước, trước khi vô lễ nghe, Pháp Hòa dặn chút xíu nữa thầy phát tang, con trai, con gái, dâu rể bịch khăn trắng, cháu nội, cháu ngoại bịch khăn đỏ, nó có cái chấm đỏ, đưa cái khăn tang xuống cho người, một người trong gia đình. Quý vị biết ai là thuộc phạm vi con, ai thuộc phạm vi cháu, quý vị phát ra. Rồi khi thầy nói rót trà, cử một người lên rót, xong lại hai lại, mình hướng dẫn hết. Mình đâu nói gì hết. Tới hồi phát tang, ai, ai con trai, ai con trai, dạ con, dạ con. Đứa nào con gái, dạ con, dạ con. Thành thử rồi quý vị thấy cái buổi lễ nó sùm, nó mất trang nghiêm. Lẽ ra cái lúc thọ tang là cái lúc cảm xúc lắm. Cái lúc cảm xúc lắm, tại sao? Tại vì cái lúc đó là cái lúc mà mình nói cái gì? Cõi xa ấy mẹ ra đi vĩnh viễn, phương trời này con tiễn bước mẹ đi. Ôi hành trang trong phút cuối chia ly, mảnh khăn trắng phủ mái đầu con trẻ. Người ta phải cảm xúc, người ta phải có một cái tâm thành, ta nhận cái tang. Mình không hướng dẫn rồi lúc đó ta nói tang nào của tôi. Rồi bắt đầu mình hỏi lên, ai cháu nội, ai cháu ngoại, ai dâu, ai rể. Rồi mình không có hỏi trước là bao nhiêu người. Rồi nhiều khi gia chủ người ta không có confirm cái số lượng khăn tang mình không có chuẩn bị. Thầy ơi thầy thiếu, thiếu một khăn thầy. Không sao, sao, mai thầy đem. Rồi cái buổi lễ nó mất trang nghiệp. Phải vậy không? Cho nên tất cả mình phải chuẩn bị trước. Trước khi buổi lễ là ban nghi lễ phải họp trước nha. Lát ai chuông ai mỏ, tụng bài gì, thống nhất với nhau hết. Nhất là những ngày lễ lớn đông người, không thể nào mà lên chánh điện mà hỏi trang máy tụng bài gì vậy, giờ tụng bài gì anh. Trời đất ơi, vậy là nãy giờ anh làm gì. Cho nên Pháp Hòa đi các nơi, các cái lễ lớn là phải chuẩn bị. Ở chùa cũng vậy, trước khi lên lễ nha, hỏi mấy con sắp xếp chưa, ai chuông mỏ chưa, ai là người chuông trống bát nhã chưa, phải hỏi mấy thầy hết. Mặc dù mình cái chuyện đó nó hạt, mà người tu mà lên tới đó mà còn lụp chụp cái chỗ đó là không thể chấp nhận được. Trời, cái chuyện ăn cơm của mình mà. Cái chuyện ăn cơm của mình phải chi mà lâu 10 năm mới làm lần á.
Còn này làm mỗi tuần. Mày lên mà còn hỏi là mấy trang tụng gì vậy, hôm nay tụng gì, đâu có được. Phải thống nhất hết. Mà thống nhất như vậy mới tới thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Cái câu mình tụng mỗi lần tụng kinh xong ở đâu, không đem ra ứng dụng. Tự quy y tăng, con xin về nương tựa với đoàn thể. Tăng là đoàn thể thanh tịnh, đoàn thể hòa hợp, để con thống nhất được tất cả, đi đến chỗ không còn trở ngại. Mà nói cái chuyện đó mà còn trở ngại thôi thì làm sao gọi là đoàn thể được. Hòa hợp thanh tịnh không có. Lên tụng mà trong này nó sôi ùn ụt lên. Cho nên mỗi lần mà mấy cái chuyện nó xuống là qua quở liền. Không có chuẩn bị. Có nhiều bữa một cái chuyện rất nhỏ thôi, lên mà không mở microphone. Có nhiều bữa lên, có bằng ngó là bàn thờ, nhàn đầu. À vậy, quên. Chuyện đơn giản như vậy thôi mà lên thắp nhang mà còn quên. Mà Pháp Hòa là tinh ý mấy cái đó, bước lên là nhìn bàn thờ có nhang chưa. Có nhiều khi phát kinh đâu không phát, bàn trên không có phát, chuông mở chủ lễ không có phát, tới họ không tụng. Trời đất ơi, có không? Ở trên Trúc Lâm là cứ vậy, Pháp Hòa dũa hoài, xếp kinh mà dưới phát hết á. Chủ sĩ không có. Khách mời có đủ hết mà chủ sĩ không có. Tới hồi vũ khí nói xin mời các anh nâng ly. Ủa ly đâu? Tờ hết giờ rồi mình nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.